bán giá bán lẻ 239.000 một sản phẩm, khá hay rẻ, cực rẻ thôi. Nhưng mà sản xuất số lượng lớn thì giá sản phẩm chỉ rơi vào 80-100.000 một sản phẩm. Và như vậy vẫn lãi được khoảng, theo công thức của nhân 2,4, vẫn rất khỏe, có những cái đẹp nhân 2,9, 3 phẩy, tức là bán khoảng 300.000. 300.000 vẫn là rẻ, giao hàng đến thật cũng tận quê luôn, tận nhà luôn. Chạy quảng cáo Facebook, một ngày chạy quảng cáo khoảng 5 triệu đồng tiền quảng cáo một ngày. Đấy. Và mở cái fanpage Miranda ra cho thầy, cho các chị xem. Chị bảo làm thế nào để có được 300 đơn thì cũng công thức là chạy quảng cáo thật nhiều. Không phải đấy là Miranda, tức là đang ngồi trong đấy đấy. Tìm từ khóa là xưởng đầm giá gốc Miranda M, không giấu kìa. Hai chữ R nó xưởng đầm giá gốc, đánh không giấu cũng được, và nhanh lên. Ui dồi ôi, có ai hiểu tiếng Việt chạy vào trong cái hỗ trợ cô gái. Tại vì tôi nói tiếng Việt từ nãy giờ mà. Viết không dấu xưởng đầm giá gốc Miranda. Giá gốc không phải giá đốc. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, cái đầu tiên nhé, cái đầu tiên nhé. Chính xác nhé. Đấy, ngày nào chị cũng đăng bài, ngày nào chị cũng chạy quảng cáo sản phẩm và tự thiết kế. Và các bạn có cần phải học ngành thiết kế để có thể thiết kế được váy không ạ? Ừ, đúng rồi đấy, nếu mà ai nghĩ rằng là phải là học thiết kế thì không phải đâu nhé. Tôi có thể thiết kế đẹp hơn này nhiều bằng cách nhân cách của bọn khác, là cách nhanh nhất để có thể thiết kế rất đẹp nhá. Ví dụ thấy cầu vai của cái mẫu này đẹp, nhặt sang của mình. Thấy cái nơ của nó đẹp, nhặt sang của mình. Một tí xong người mình đầy bông hoa. Mỗi thứ đẹp thì nhặt rồi. Được chưa? Đây, chạy nhá. Ngày nào cũng bây giờ, hiện nay bây giờ đang rất là khó khăn. Mỗi ngày hiện nay chỉ chạy được, thôi dừng lại đi, đừng chỉnh nữa, chóng mặt quá. Đấy, mỗi ngày bây giờ đang bình quân là 100 đơn hàng ở trên Facebook. Và cơ bản thế là chị muốn có 300 đơn thì phải làm nào, tôi bảo là đưa lên web thương mại điện tử. Thì chị nghe lời tôi đưa lên Robin. Robin là một cái đại gia của Thái, nó vào mua lại trang Zalora. Và mỗi một ngày bây giờ Robin cũng bán được khoảng 40 đơn. Tất nhiên nó chưa đạt được cái mục tiêu 300 đơn của chị, đúng không? Vậy thì rất đơn giản, lại tiếp tục là gì? Shopee, Tiki, Lazada, đây rồi, ơ đâu rồi, đúng không? Những cái trang kiểu như thế thì mỗi một trang mình cứ tổng cộng là mình cứ khoảng 10 đơn, đúng không? Nhưng đưa lên đây là phải có thương hiệu, phải có đăng ký thương hiệu xuất xứ đầy đủ, nhau ngồi nhé, đúng không? Thuốc của mình có đầy đủ giấy tờ mình đưa lên đây là ok, nhưng mà thuốc mình không đủ giấy tờ là không đưa lên đây. Đấy. Thế còn những sản phẩm của các bạn bán quần áo, giày dép thì mình phải là chủ sở hữu, mình phải là chủ thương hiệu. Chị còn chưa bao giờ đăng ký thương hiệu, tôi lại tư vấn là gì? Em đăng ký thương hiệu cho, thế là sau 2 ngày tôi đăng ký cho ở cục sở hữu trí tuệ, thế là chị đã trở thành bà chủ thời trang, đăng ký một thương hiệu bảo hộ toàn cầu. Đúng cái gì á? Thương hiệu còn đã được bảo hộ toàn cầu cái gì á? Nhưng mỗi tội là mình chỉ bán loanh quanh ở Việt Nam thôi, chưa thèm ra thế giới. Và chị chắc cũng chỉ chặt tuổi các chị ngồi đây, chị năm nay bao nhiêu nhỉ? Chị năm 78 là bao tuổi? 40 ạ?
ở đây các cô vào sửa 41 này đấy, khoảng 40, 41 gì đấy. Chẳng biết gì về IT, các bạn thấy không? Mô hình là gì? Sản phẩm tốt, chạy quảng cáo Facebook, đưa lên các trang web. Cái Facebook không biết chạy thì gặp ai? Gặp anh Phan Anh. Ôi, thế đúng rồi còn gì nữa. Tóm lại là bây giờ mọi người cứ ngồi cười. Thế bây giờ không biết làm một cái gì mà em chỉ có một đam mê duy nhất là kiếm tiền. Thế thì gặp anh Phan anh chỉ cho hết. Phải có sản phẩm, đúng không ạ? Phải có mô hình, phải có công cụ. Rồi, sản phẩm với em biết rồi. Mô hình em biết rồi, công cụ chưa có thì phải hát. Ngày xưa đơn giản thì cầm cái cuốc ra ngoài đồng, có bác lớn tuổi đây. Mày ra đây tao dạy mày cuốc mấy cuốc mà biết làm ngay. Nhưng mà IT bây giờ nó khó. Làm sao mà giống mấy đắt cuốc được, đúng không? Phải học lòi mắt ra còn chưa làm được nhỉ? Nếu bởi vì ai mà học được cũng thành công thì bọn nó giàu hết rồi à? Làm sao đến được tôi? Đúng không? Hiểu về đa kênh chưa? Rất dễ hiểu nhé. Ừ, tôi là được cái là nói tiếng Việt rất dễ hiểu. Rồi, chốt phần này để ngồi gật gù chống càng di chép và chốt này. Một là thầy bảo là phải bán hàng đa kênh, ghi vào, được chưa? Hai, đa kênh là những kênh nào, được chưa? Web, chưa có web làm ngay. À, nói chuyện chưa có web làm ngay thì buổi chiều nay công ty Cha Mê chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn mà làm việc cùng với tôi, cùng với anh Hồ, cùng với tất cả những anh chị ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp web miễn phí cho các anh chị, rất chơi người chơi luôn. Một cái web bây giờ các anh chị đi làm hết bao tiền đối chị biết không? 2 triệu là cái loại cứ đi à? Thế bây giờ tôi hỏi các chị, cái con lê bộ này bao tiền? Hỏi thật, cứ cho phán. À, cũng biết giá phết nhỉ? Gần đúng rồi đấy, được một nửa số đấy. Thế thì bây giờ bọn nó cứ bán phép có 1 triệu ở trên đường đây đấy, thì sao không mua? Ý tôi là web 2 triệu cũng có người làm được. Nhưng mà web tôi tặng là web 5 triệu. Mình giá lên, xong mình giảm xuống là vừa. Nguyên tắc về sale. Đúng chưa? Ai đứng vô tay này? Có đi mua hàng bây giờ cái gì nó chẳng sale không? Có biết tại sao? Đố mà biết tại sao cái gì nó sale? À, đánh vào tâm lý đúng không? Đánh vào tâm lý là rất đúng nhá. Nhưng chưa đủ. Lý do một phần rất đơn giản. Thằng nào mà cũng sale mình không sale khách thích mua. Ngày xưa 13, 4 năm, 10 năm trước anh chị thấy có sale nhiều như bây giờ. Bây giờ không sale bọn nó không mua. Cho nên là web là đề nghị công ty Trang Bê nâng 10 triệu giảm xuống còn 5 triệu. 5 triệu còn 2 triệu đấy, chính xác. Nói vui đấy ạ. Tức là mọi người thấy không ạ? Cái xu hướng nó thay đổi. Đấy, mọi người phải có web. Thế sau đó lại trong cái web đấy viết cái gì? Để Văn lại dạy nha. Không đừng vào đấy làm thơ, làm rất gì cả, biết chưa? Viết, bán cái gì thì viết cái đấy. À, bạn Hoa á, bạn Hoa về nhà làm cái web nấm cha gà đấy. Nhập khẩu.com. Xong ngày nào cũng lúc mà con đi ngủ rồi, chồng đi ngủ rồi, cho con ti, cho chồng ti xong rồi thì là bắt đầu là quay ra viết nấm cha ga cái gì đấy có tác dụng này, ngày nào cũng dã rồi một bài giống như bỏ tiền tiết kiệm. Viết bài trên web tôi cho rằng nó giống như các bạn nuôi lợn bỏ tiền tiết kiệm. Lúc đầu các bạn không thấy có tác dụng đâu, nhưng một năm sau các bạn thấy quay ra được 300 bài và sell nó lên, cứ tìm nấm cha ga nó ra thì bắt đầu tiền nó về. Lúc đấy bắt đầu tiền nó về. Chứ còn học thầy Văn Anh hôm nay xong ra ngoài kia mà bảo tôi sẽ trở thành triệu phú nha, thì nếu mà đi học hội thảo ở chỗ nào thì quay ra bảng thằng diễn giả khác không làm được thế đâu. Bây giờ tại sao ai cũng làm online đấy, như các anh chị lớn tuổi như thế này 40, 50 tuổi cũng đi học để làm, thế bọn trẻ nó chơi đâu, đúng không ạ?
Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, người ta bảo rồi. Thế thì làm.